Trang Trần từng khó chịu khi sống cùng mẹ chồng ở Mỹ. Cựu người mẫu Trang Trần thừa nhận ban đầu thấy bản thân không hợp làm dâu vì mẹ chồng kỹ tính, ngăn nắp. Trang Trần sống cùng gia đình chồng ở tiểu bang Tennessee, đông nam nước Mỹ. Vì ông xã bận đi làm từ sáng đến tối muộn, phần lớn thời gian cựu người mẫu ở nhà cùng mẹ chồng. Cô thừa nhận ban đầu khó chịu, thấy bản thân không hợp làm dâu. Có lúc tôi khó chịu muốn chết vì tính bừa bộn của mình. Tuy nhiên, sau 1-2 tháng chung sống, tôi thấy mình quá may mắn khi được làm con dâu bà. Ở với mẹ đẻ từ nhỏ, nhà có 5 người giúp việc nên tôi không biết làm gì. Lớn lên đi nhặt sắt vụn, bán nước chè, băng đĩa, đi diễn, giỏi kiếm tiền, còn ngăn nắp chịu thua. So với người bình thường, tôi thuộc dạng siêng năng, sạch sẽ, nhưng với tiêu chuẩn của mẹ chồng tôi là thôi, cô nói. Được mẹ chồng chỉ dạy từng chút, Trang Trần nói cô hiện tự làm nội trợ, thích vào bếp nấu ăn tìm niềm vui. Gần đây, khi đến nhà người thân chơi, cựu người mẫu trổ tài gói nem, được họ hàng khen ngon, order gói bán. Mẹ chồng tôi sạch sẽ, ngăn nắp, phải học tính đó mới sống chung được. Tôi giờ nhiễm bệnh sạch của mẹ luôn. Mẹ gần gũi, tâm lý, giúp tôi chăm sóc kiến. Hai mẹ con hợp nhau khoảng ăn uống, trò chuyện. Có mẹ, tôi không còn stress, cô cho hay. Giữa tháng 12 năm 2023, Trang Trần đưa con gái 9 tuổi, bé Kiến, đi định cư. Theo cựu người mẫu, ông xã muốn đón mẹ con cô sang Mỹ từ lâu nhưng vì cô mê kinh doanh và có nhiều hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam, đến nay chân dài mới sắp xếp ổn thỏa mọi thứ để sang với chồng. Người mẫu duy trì bán hàng online kết hợp điều hành quán bún đậu từ xa. Cô nói cuộc sống xa quê mệt mỏi nhưng sẵn sàng chấp nhận để con gái có môi trường học tập tốt. Từng bị đồn sống ở khu ổ chuột, không đủ điều kiện cho bé Kiến đi học. Cựu người mẫu khẳng định cô không thiếu tiền, sống dư dả mà không cần chồng nuôi. Trang Trần nói cô thấy sai lầm vì không định cư sớm hơn để hưởng bình yên. Do không có bằng cấp, vốn tiếng Anh hạn chế, Trang Trần khó xin việc ở Mỹ. Thời gian đầu, cô làm lao công, dọn dẹp tiệm nail trong 1 giờ mỗi ngày, với thù lao $20. 8 tháng qua, cô thử sức với nhiều công việc như bưng phở, cắt cỏ, nấu cỗ thuê. Trang Trần nói ngoài kiếm tiền, làm việc giúp cô thấy mình có giá trị trong cuộc đời. Nếu không làm gì, cô sẽ thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác. Trang Trần sinh năm 1985, khởi nghiệp người mẫu năm 21 tuổi. Năm 2014, sau khi lấn sân diễn xuất, cô đoạt giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình xuất sắc với phim Biết Chết Liền của đạo diễn Lê Bảo Trung. Cô từng gây chú ý với vai phụ trong phim Hương Ga. Bộ phim gần nhất cô tham gia là Hạnh Phúc Máu. Những năm qua, cựu người mẫu ít trình diễn cắt vát, chỉ xuất hiện ở vài show của nhà thiết kế thân quen. Trang Trần và ông xã Louis Trần đăng ký kết hôn năm 2021, làm đám cưới hồi tháng 5 năm 2023 ở Đà Lạt. Do điều kiện công việc, vợ chồng cựu người mẫu sống xa nhau 7 năm. Trang Trần cùng con gái, Kiến Lửa, ở Việt Nam còn ông xã sống bên Mỹ. Thỉnh thoảng về thăm hai mẹ con. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.